xe thì dừng lại không qua được, số xe thì chắc dắt máy thì chắc là chỗ nó là quá sâu rồi, dắt máy thì chết máy rồi. Số người tới nơi quay đầu, con đường này xuống dốc lết, mùa ngập lụt. Ninh Hòa. Đây là núi Hòn Hèo, đường xuống dốc lết, biển nước mênh mông. Liệu có qua được không? Hai chiếc xe này qua, cái đoạn kia, cái đoạn phía trên này ngập sâu nữa. Đoạn trên này nè, xung quanh là biển nước. Cánh đồng Ninh Đông. Đi đâu cũng thấy toàn biển nước.